Dạ, máy làm cỏ Thành Đắk Nông xin kính chào toàn thể bà con anh em ạ. Hôm đợt này em về được một số máy trục băm, máy bãi Nhật đấy ạ. Em đã chỉnh sửa và giờ test cho bà con anh em cùng xem ạ. Máy 7HB có chức năng là xới đất, tạt luống, phát cỏ trục băm đấy ạ. Máy đa năng đầy đủ hết, em đã chỉnh sửa hết rồi. Bà con anh em nào mua thì được về dùng thôi ạ. Em cũng đã test kỹ lắm. Máy 7HB đường dao 7 tấc ạ. Tới tạt đều được hết ạ. Bên em có làm theo nhu cầu của khách hàng ạ. Và cũng có rất nhiều loại máy. Mà bà con anh em nào có tham khảo thì vào YouTube máy làm cỏ Thành Đắk Nông, hoặc là Facebook máy làm cỏ, hoặc là vào số điện thoại 0982 411 160, vào trang Facebook của em mà tham khảo. Có rất nhiều loại máy và địa hình nào cũng có máy phù hợp cho các anh chị ạ.